Anh ơi là anh, đi về quê ăn Tết mà sao cái mặt bí xị à? Bộ anh không có vui hả? Không có đâu à Ngang, đừng nói vậy mà quan cho anh à. Tại... Tại? Mà tại cái gì nè? Tại anh lo, không biết lần đầu về quê em á, hai bác và mọi người có cái nhìn thiện cảm với anh không nữa. Mặc dù á là... Là sao? Là anh rất đẹp trai chứ sao? Trời ơi, tự tin phát ứng luôn à. Anh nè, anh có thấy không, những tia nắng mùa xuân đang liên nhang cành lá. Và anh có thấy không, từng đàn em trao yên mang hương sắc xuân. Thank you.
một lần rồi quên.